Cận cảnh Mercedes-Benz GLK300 chỉ 500 triệu đồng ở Hà Nội. Mercedes-Benz GLK tại Việt Nam thuộc phân khúc SUV hạng sang, từng được giới thiệu ra thị trường lần đầu tiên vào năm 2009. Phiên bản nâng cấp của mẫu xe này tiếp tục được ra mắt vào năm 2012 và hiện mẫu xe này đã được thay thế bằng dòng xe GLC hoàn toàn mới. Phiên bản của mẫu SUV Mercedes-Benz GLK300 đời đầu vào năm 2009 và đăng ký vào khoảng đầu năm 2010 này, từng được thương hiệu xe sang Mercedes-Benz tại Việt Nam phân phối và bán ra thị trường với mức giá xe Mercedes-Benz GLK300 là hơn 1,63 tỷ đồng, trong khi phiên bản nâng cấp ra mắt năm 2012 có giá 1,654 tỷ đồng. Về mặt thiết kế, Mercedes-Benz GLK300 đời đầu tại Việt Nam sở hữu kiểu dáng vuông vức, chiếc SUV này kế thừa vẻ mạnh mẽ của dòng GL Class sang trọng cùng đời. Đầu xe nổi bật lưới tản nhiệt 3 thanh ngang làm từ kim loại mạ rôm, chính giữa gắn logo ngôi sao 3 cánh lớn. Phía dưới đầu của xe là hai hốc hút gió lớn đi kèm đèn sương mù. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu dạng LED, hệ thống ống xả đơn đặt đối xứng hai bên. Đặc biệt, ngoại thất của chiếc Mercedes-Benz GLK300 Formatic này vẫn được chủ nhân khá giữ gìn nên nó có ngoại hình còn khá mới. Đèn pha của xe cũng sử dụng bóng bi xenon, mâm xe 19 inch 10 chấu đơn. Bên trong nội thất cũng được thiết kế góc cạnh tương tự bên ngoài. Ghế ngồi bọc da cao cấp, ghế lái chỉnh điện nhớ 3 vị trí, ghế phụ nhớ 2 vị trí. Táp lô bên phía ghế phụ ốp 2 nhôm xước cỡ lớn. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí 7 inch đặt lõm sâu vào bên trong. Phía dưới là cửa gió điều hòa và loạt phím bấm chức năng. Vô lăng của xe được thiết kế dạng 3 chấu bọc da, tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái. Cân số bọc da với đỉnh gắn logo ngôi sao 3 cánh. Khoang hành khách phía sau rộng rãi cho 3 người ngồi, vị trí giữa tích hợp bệ tì tay cơ động và khay để cốc. Cửa gió điều hòa riêng biệt. Mặc dù đã sử dụng một thời gian khá dài, tuy nhiên do khá giữ gìn nên nội thất tổng thể của chiếc xe trong bài viết này, theo quan sát còn khá mới và chưa thay thế. Các chi tiết da bên trong xe không có nhiều thay đổi so với nguyên bản. Mercedes-Benz GLK300 Formatic được trang bị khối động cơ xăng V6 3.0 lít cho công suất tối đa 231 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 300 Nm từ 2.500 vòng trên phút. Hộp số là loại tự động 7 Chanic 7 cấp, tăng tốc 100 km/h trong 7,6 giây, tốc độ tối đa 210 km/h. Trong 6 năm xuất hiện trên thị trường ô tô Việt Nam, mẫu xe sang Mercedes-Benz GLK Class có thể được coi là mẫu thể thao đa dụng thành công nhất của hãng xe sang Mercedes-Benz. Nó cũng được xem là mẫu xe làm mới dành cho nhóm khách hàng sử dụng xe địa hình mang thương hiệu ngôi sao 3 cánh đỉnh đám. Chiếc Mercedes-Benz GLK300 Formatic trong bài viết này đang được người dùng tại Hà Nội giao bán được sản xuất năm 2010. Chiếc xe hiện đang được chào bán với giá khoảng hơn 500 triệu đồng. Trên thị trường xe cũ, hầu hết GLK300 thường được giao bán với giá trên, dưới 500 triệu tùy vào độ mới và đời xe.